Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập số thứ 19 của bộ truyện Long Kiếm Truy Hồn của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói, khi mà Kim Đao Vương Tử vừa nghe Kim Phụng Ngọc Nữ hạ lệnh, biết ngay Kim Phụng Cung đã có người đến. Trong khi Quỳnh Hải Ngũ Lão hợp công với Mai Giao Lân chưa rõ thắng bại, theo bên y tuy nhân số chẳng ít, nhưng hết thảy đều không đủ sức đối kháng với Kim Phụng Ngọc Nữ, lòng không khỏi hối hận đã không bắt giữ hai nàng trước. Giờ thấy bọn đại hán Kim Đao không dám tiến tới, liền tức giận quát: "Bọn Vương Tử lệnh xuất như sơn, các ngươi còn chờ gì nữa?" 7-8 đại hán Kim Đao nghe vậy giật mình, cùng đưa mắt nhìn nhau. Bỗng buông tiếng quát vang ồ ạt lao tới, bao vây hai nàng vào giữa. Lúc này đàn chim phụng đã dần bay đến gần. Bọn đại hán Kim Đao vây đánh hai nàng lại thủ nhiều công ít. Kim Đao Vương Tử thấy vậy nóng lòng như thiêu đốt, quay sang gần 30 đại hán Kim Đao còn lại, trầm giọng quát: "Bù thêm 15 người, hợp thành Kim Đao trận 24 người, sanh cầm hai nàng nhanh lên." Liền tức 15 đại hán Kim Đao lao ra, 15 người vừa giáp công vòng chiến, thế trận đã biến đổi, trở thành một Kim Đao trận biến ảo khôn lường. Kim Đao Vương Tử vẻ mặt bớt căng thẳng hơn, ngoảnh lại nhìn lên đỉnh núi, lại lập tức vẻ mặt căng thẳng hơn. Thì ra trên không cách đỉnh núi chừng 200 trượng, đang có 7-8 con chim phụng to lớn bay nhanh đến. Chẳng cần nghĩ cũng biết, đó chính là viện binh của Kim Phụng Cung. Kim Đao Vương Tử vội ngoảnh lại, vừa định hạ lệnh, bỗng nghe từ trận chiến Dương Ngũ Lão với Mai Giao Lân vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ. Tiếp theo là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi thì năm bóng người từ trong trận chiến vọt nhanh lên, bóng trường tan biến, hiện trường lại trở nên rõ rệt. Chỉ thấy Quỳnh Hải Ngũ Lão người nào cũng chăn đấm mồ hôi, Thiên Phật Thủ Hứa Thiên Thái và Bác Lãng Tẩu Lại Thụy Cát lại còn có máu tươi chảy ra. Mai Giao Lân đứng yên ở giữa chiến trường, toàn thân y phục đã ướt sũng mồ hôi, tay trái và chân phải áo rách thấy thịt, máu pha lẫn mồ hôi nhớp nhúa, hiển nhiên thương thế chẳng nhẹ. Kim Đao Vương Tử lặng người thầm nhủ: "Công lực của tiểu tử này thật là khủng khiếp, cũng may là phen này mình dẫn theo Ngũ Lão, không thì chẳng còn hy vọng gì diệt trừ được hắn." Bỗng nghe Vạn Phương Trưởng Bốc Thắng cười sắc lạnh nói: "Mai Giao Lân, với tuổi của ngươi mà có công lực dường này thật là một kỳ tích hiếm có trên đời. Lão phu tin là sau 10 năm, dù Quỳnh Hải Ngũ Lão này hợp sức cũng không đương cự nổi ngươi nữa." Mai Giao Lân thản nhiên cười tiếp lời: "Cho nên năm vị dù muốn sống thêm vài năm, chẳng thể không trừ khử Mai Giao Lân này trước chứ gì?" Vạn Phương Trưởng gật đầu: "Mạnh còn yếu mất, đó là định luật của tạo hóa. Ngươi đã nói đúng ý nghĩ của lão phu. Mai mẫu mong là năm vị sẽ không thất vọng. Nếu chúng ta tiếp tục đấu, hẳn ngươi liệu trước được hậu quả. Hai bên đều tự hiểu rõ công lực của mình, không ai đánh lừa được ai đúng không?" Mai Giao Lân lặng người. Đúng như Vạn Phương Trưởng đã nói, thực lực hai bên đều hết sức rõ ràng. Công lực Quỳnh Hải Ngũ Lão hợp lại chẳng không có hy vọng giành được phần thắng. Song chàng vẫn điềm nhiên cười nói: "Đúng vậy, Mai mẫu biết rõ hậu quả. Tuy nhiên năm vị cũng phải trả một cái giá khá đắt." Vạn Phương Trưởng cười khẩy: "Ngươi không nói lão phu cũng biết, nhưng lão phu nghĩ là rất xứng đáng." Kim Đao Vương Tử thấy Ngũ Lão lâu quá mà chưa ra tay, sợ Mai Giao Lân hồi phục công lực lại phải tốn nhiều công sức, bèn lớn tiếng nói: "Năm vị hãy ra tay đi chứ." Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải cũng nghĩ vậy, nghe nói liền trước tiên quát to: "Tiểu tử, nạp mạng đi." Dứt lời đã với chiêu xảo chỉ bát vân phóng ra năm chỉ, chia ra điểm vào nơi yếu huyệt trước ngực của Mai Giao Lân. Bốn người kia vừa thấy Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải xuất thủ, cũng liền buông tiếng quát vang, lần lượt xuất chiêu tấn công Mai Giao Lân. Ngay khi tứ lão vừa xuất thủ, bỗng từ sau mỏm đá vang lên một chuỗi cười dài đinh tai: "Nếu luận về tuổi tác, năm Mai Giao Lân hiệp công với một Quỳnh Hải Ngũ Lão thì còn được, sao ngày nay thế sự lại thay đổi lạ lùng thế này? Năm vị tiền bối võ lâm đức cao vọng trọng mà lại liên thủ giáp công một hậu sinh tiểu bối. Rõ đây là chuyện lạ trên đời." Tiếng cười vừa dứt, trên mỏm đá đã phóng xuống một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ. Đồng thời Xanh Thiên Tàu từ mỏm đá bước ra, quét mắt nhìn đấu trường, liền tức tung mình lao tới gầm vang: "Lão phu xé xác bọn lão cẩu vô liêm sỉ các người."
Chưa dứt lời đã thi triển ngay chiêu huyền ảo bách ảnh công vào huyệt bối tâm của Trần Hải Giao địch thế trạch. Trần Hải Giao địch thế trạch từng trải nhiều cuộc chiến, vừa nghe tiếng gió đã biết đối phương công lực chẳng kém hơn mình, vội quay lại giao chiến với Xanh Thiên Tẩu. Lão đạo sĩ ấy chính là Điên Đạo Nhân, thấy Xanh Thiên Tẩu đã kéo ra một người, liền lớn tiếng nói: "Lão đạo sĩ này cũng ngứa tay quá, người nào tiếp mỗ một chiêu đây?" Đoạn liền tung mình phóng xuống, lao bổ vào Thập Tuyết Chỉ An Như Hải. Lúc này từ sau mỏm đá lại xuất hiện hai vợ chồng Vũ Nội Song Kỳ. Hai người vừa thấy đối thủ của Mai Giao Lân là Quỳnh Hải Ngũ Lão liền biến sắc, theo phản ứng tự nhiên đưa mắt nhìn nhau. Huyết Phượng Phu Nhân bấm bụng gật đầu, tung mình lao bổ vào Thiên Phật Thủ Hứa Thiên Thái. Thế là Quỳnh Hải Ngũ Lão đã bị phân tán hết ba. Mai Giao Lân sức ép liền giảm bớt, một lớp sát cơ từ từ phủ trên mặt chàng, tay phải tung ra chiêu Bồ Đề Thiền Phật, đẩy Vạn Phương Trưởng và Bác Lãng Tẩu lui ra sau ba bước, cười sắc lạnh nói: "Sự đời thật biến đổi khôn lường, chỉ trong thoáng chốc sự sống chết đã đổi bên, hai vị nghĩ có đúng không?" Vạn Phương Trưởng lòng thầm kinh hãi, nghe vậy bất giác tái mặt, trầm giọng quát: "Nói trong lúc này hãy còn quá sớm." Dứt lời đã liên tiếp tung ra bảy trưởng, và Bác Lãng Tẩu lại Thụy Cát cũng theo sau tấn công tới tấp. Mai Giao Lân nhướng mày đột nhiên biến mất, theo hướng đi của chàng hiện ra vô số bóng trưởng vây quanh hai người. Vạn Phương Trưởng thấy vậy cả kinh, vội quát: "Lão tứ, hãy đấu lưng vào mau." Bác Lãng Tẩu Lai Thụy Cát vừa thấy bức tường trưởng của Mai Giao Lân, lòng cũng hết sức kinh hoàng, liền đáp: "Hai ta mỗi người phụ trách một phía." Đoàn vừa cất chân lên, bỗng nghe trên không vang lên một tiếng quát to: "Phật điểm mê tầm!" Bóng trưởng xung quanh hãy còn sờ sờ trước mặt, thật khó có thể tin được chiêu thứ hai lại nhanh đến như thế. Bác Lãng Tẩu vừa mới cất chân lên, nơi ngực đã bị trúng một chỉ, xuyên qua tim thấu đến sau lưng, rú lên một tiếng thảm khốc, ngã ập xuống đất, thoáng co giật rồi tắt thở ngay. Vừa nghe tiếng rú thảm, Vạn Phương Trưởng vội tung mình ra xa hơn trưởng, cúi đầu nhìn Bác Lãng Tẩu dưới đất, sắc mặt liền trở nên tái ngắt. Mai Giao Lân lạnh lùng cười nói: "Người kế tiếp chính là các hạ." Vạn Phương Trưởng mặt co giật một hồi, bỗng như liều mạng buông tiếng quát vang, tung mình lao tới, chỉ công không thủ, dũng mãnh khôn lường. Mai Giao Lân cười khẩy: "Nội trong ba chiều, mai mỗ sẽ khiến các hạ phơi xác tại chỗ." Dứt lời, người đã lách sang bên ba bước. Mắt thấy niềm hy vọng đã sắp tan thành bảo ảnh, từ hâm mộ trở thành ghen hận, Kim Đa Vân Tử mắt ngập đầy vẻ thâm độc, gằn giọng quát: "Hãy lấy mạng hai nàng, chẳng cần sanh cẩm nữa." Kim Đa Vân Tử vừa dứt lời, trên đỉnh núi bỗng vang lên tiếng của lão bà áo vàng nói: "Hãy cấp tốc giải cứu tiểu thư và công chúa, kẻ nào ngăn cản giết hết." Liền tức từ trên không liên tiếp phóng xuống mười mấy lão bà, chạm đất không gây một tiếng động kẽ, lao thẳng về phía bọn đại hán Kim Đao đang giáp công với Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình. Kim Phụng Cung xưa nay với võ công kỳ ảo và thần bí chấn động võ lâm, người trong cung cần chất lượng chứ không cần số nhiều. Giờ đây cùng lúc đến những mười mấy người hiện thân, bọn đại hán Kim Đao chỉ cậy vào thế trận làm sao đương cự nổi. Ngay lập tức tiếng rú thảm vang lên liên hồi, 24 đại hán Kim Đao trong thoáng chốc đã ngã gục 13 người. Kim Đao trận không còn phát huy hiệu lực nữa. Kim Phụng Ngọc Nữ nắm tay Phụng Ức Bình tung ra khỏi trận. Kim Đao Vương Tử thấy vậy cả kinh, trầm giọng quát: "Tất cả hãy tiến lên bao vây họ lại." Mười mấy đại hán Kim Đao liền tức ủa lên, tản ra tứ phía chuẩn bị bao vây. Kim Phụng Ngọc Nữ vừa mới nếm mùi khổ sở của Kim Đao trận, thấy vậy vội nói: "Hãy chia ra hai đầu càn kích vòng vây, giết hết chứ chớ nương tay." Đoạn nắm tay Phụng Ức Bình xông về phía chính diện. Người của Kim Phụng Cung liền tức chia làm hai nhóm đón đánh hai đầu, khiến bọn đại hán Kim Đao không sao nối được vòng vây, chỉ nghe tiếng rú thảm vang lên liên hồi, chiến trường hết sức hỗn loạn. Kim Đao Vương Tử mặt đã lộ vẻ kinh hoàng bối rối, quét mắt nhìn quanh. Đoàn quay về chỗ giao đấu của Ngũ Lão. Giờ đây tất cả hy vọng của y chỉ còn gửi gắm ở họ nữa thôi. Y quét mắt nhìn từ trái sang phải, ánh mắt vừa dừng lại nơi Vạn Phương Trượng bốc thắng, bỗng nghe Mai Giao Lân quát to: "Đã đến lúc rồi." Liền thì một tiếng rú thảm khốc vang lên. Kim Đao Vương Tử bàng hoàng ngây ngẩn, ánh mắt di chuyển theo thân người quang queo của Vạn Phương Trưởng bốc thắng. Mãi khi phịch một tiếng rơi xuống dưới mỏm đá cách Mai Giao Lân chừng hai trường, y mới nhìn thấy rõ vùng tim của Vạn Phương Trưởng máu tuôn xối xả, hiển nhiên chẳng thể nào cứu sống được nữa. Mọi hy vọng đã trở thành mây khói. Trong đầu óc Kim Đao Vương Tử lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là y thật sự đã bỏ ra một cái giá to lớn đến mức độ nào. Lại một tiếng rú thảm khốc vang lên. Vừa nghe âm thanh khàn khàn ấy,
Kim Đao Vương tự biết ngay đó chính là thiên phật thủ Hứa Thiên Thái. Trong số ngũ lão, chỉ y độc chiến với Vũ Nội Song Kỳ là chiếm được thượng phong, ấy vậy mà y lại chết trước hai người kia. Ngũ lão đã mất ba, Kim Đao Vương tử bỗng nghĩ đến nguy cơ của bản thân, liền vội thấp người phi thân lên núi. Đột nhiên một bóng người nhấp nhoáng, trước mặt Kim Đao Vương tử cách chừng hai trượng đã xuất hiện Mai Giao Lân, mặt lạnh băng như xương. Kim Đao Vương tử lệnh người chững bước, ngầm vận tụ công lực vào song trường. Mai Giao Lân cười khẩy: "Các hạ định bỏ đi ư? Chả lẽ nghĩ đủ bản lĩnh lưu giữ bổn vương tử sao?" "Mai mỗ đủ bản lĩnh hay không, các hạ hiểu rất rõ. Hẳn là các hạ còn nhớ những lời hẹn ước của Mai mỗ với các hạ khi nãy chưa?" "Lời ước hẹn gì?" "Các hạ đúng là quý nhân hay quên. Những lúc này thời gian có thừa, Mai mỗ lặp lại lần nữa cũng không có hề gì. Khi nãy Mai mỗ con nói, hôm nay giữa hai bên nhất định phải một mất một còn. Nếu các hạ thắng thì xách cái đầu của Mai mỗ trở về. Còn như các hạ chẳng may bại thì phải bỏ thay nơi xứ người. Các hạ nhớ rồi chứ?" Kim Đao Vương tử dùng mình, cố định thần nói: "Mai Giao Lân, ngươi còn chưa thắng bổn vương tử kia mà." Mai Giao Lân cười khẩy: "Mai mỗ thắng hay bại, các hạ hẳn biết rõ. Bây giờ Mai mỗ muốn lấy mạng các hạ, chẳng hay các hạ tự kết liễu hay là Mai mỗ phải động thủ?" Kim Đao Vương tử mắt rực vẻ ghê giận, bấm bụng tiến tới một bước quát: "Bổn vương tử hãy còn nhiều việc phải làm, nếu muốn lấy mạng bổn vương tử thì ngươi cứ động thủ đi." Mai Giao Lân cười dài: "Được thôi." Đoạn cất bước tiến tới, Kim Đao Vương tử cố chân tĩnh đứng yên, song trưởng y đã vận đầy đủ 10 thành công lực sẵn sàng ứng phó. Tiếng quát tháo và tiếng trường kình trúng vào núi đá từ xa vọng đến như sấm rền, song Kim Đao Vương tử hoàn toàn không nghe thấy. Vẻ mặt y lúc này hết sức bình thản, nhìn bề ngoài không sao nhận ra được nỗi căng thẳng trong lòng y lúc này. Khoảng cách thu ngắn dần theo từng bước chân chậm chạp và nặng nề của Mai Giao Lân, và theo đó không khí mỗi lúc càng thêm ngột ngạt. Từ 8 thước đến 5 thước, Mai Giao Lân vẫn tiến tới một tốc độ như trước, không hề có dấu hiệu xuất thủ. Kim Đao Vương tử điểm tính đăm mắt nhìn Mai Giao Lân, lòng không ngớt tự hỏi: đã đến lúc xuất thủ, mình còn chờ hắn tiến đến bao gần nữa? Song y vẫn chưa ra tay, bởi y hiểu rất rõ công lực của Mai Giao Lân hiện giờ cao hơn y xa. Khoảng cách gần thì hy vọng đột kích thành công của y càng cao. Mặc dù như vậy là rất mạo hiểm, song chẳng còn cách nào khác hơn. Mai Giao Lân lại tiến tới hai bước, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn không đầy 3 thước nữa thôi. Kim Đao Vương tử bỗng cất tiếng nói: "Mai Giao Lân, chúng ta tỉ thí bằng cách nào?" Mai Giao Lân dừng bước, lạnh lùng nói: "Các hạ tự hiểu rất rõ mình có thể chịu đựng được bao lâu. Do đó Mai mỗ nhận thấy các hạ chỉ có một phần cơ..." Mai Giao Lân chưa dứt lời, bỗng nghe Kim Đao Vương tử quát: "Vậy là đủ rồi." Đồng thời song trưởng đã vung ra, với chiêu Bình Sơn Điển Hải bổ thẳng vào ngực của Mai Giao Lân, xuất thủ nhanh như chớp, kình lực mạnh như vũ bão. Mai Giao Lân chẳng ngờ Kim Đao Vương tử lại ra tay tấn công đột ngột như vậy. Khoảng cách gần mà trường thế lại nhanh, Mai Giao Lân dù võ công cao đến mấy cũng chẳng còn kịp vung trưởng đón đỡ nữa. Trong tiếng cười dài giận dữ, một bóng trắng vọt thẳng lên không, đồng thời vang soạt một tiếng rất khẽ. Một mảnh vải áo trắng đã bị trưởng phong của Kim Đao Vương tử cuốn đi xa hơn 10 trượng. Kim Đao Vương tử mắt rực sát cơ, ngước mắt nhìn Mai Giao Lân đang lơ lửng trên không, gằn giọng quát: "Mai Giao Lân, bổn vương tử tuy chỉ có cơ hội nhất kích chẳng đáng tự hào, nhưng ngay cả cơ hội nhất kích ngươi cũng không thể có được rồi." Dứt lời đã tung mình đến bên dưới Mai Giao Lân, song trưởng vung lên tung ra chiêu Tiềm Long Thắng Thiên uy mãnh tuyệt luân. Mai Giao Lân người đang lơ lửng trên không chẳng có chỗ để đặt chân lấy đà, theo lẽ không thể nào tránh được trường thế của Kim Đao Vương tử. Thế nhưng sự đời luôn trái với sự toan tính con người. Ngay khi trưởng kình của Kim Đao Vương tử chỉ còn cách bụng dưới Mai Giao Lân không đầy 3 thước, Mai Giao Lân bỗng lượn người trên không, trở thành đầu dưới chân trên, song trưởng vung ra đón lấy trường kình của Kim Đao Vương tử. Bùng một tiếng rền rĩ, kình phong cuốn tung lá khô quanh Kim Đao Vương tử ngoài 5 thước bay tỏa ra tứ phía. Kim Đao Vương tử hai tay duỗi thẳng, song người đã thấp đi, hai chân lún xuống đất đá sâu hơn 2 tấc. Mai Giao Lân người cất lên cao hơn một chút, trầm khí hạ nhanh xuống đất, cách Kim Đao Vương tử chừng 5 thước. Kim Đao Vương tử hít sâu một hơi chân khí, cố chấn tĩnh bỏ hai tay xuống, lặng thinh chừng mắt nhìn Mai Giao Lân. Mai Giao Lân cúi nhìn chỗ góc áo bị Kim Đao Vương tử ám toán rách lìa, cười khinh miệt nói: "Cơ hội nhất kích của các hạ đã qua mắt rồi,
Mặc dù Mai Mỗ đã lầm đánh giá cao nhân cách của các hạ, nhưng thật không may các hạ đã không đạt được thành công. Đoàn cất bước tiến về Kim Đao Vương Tử. Kim Đao Vương Tử lặng người, y biết thời cơ toàn lực nhất kích của mình quả thật đã qua mất, song vì sinh tồn y chẳng thể không giúp sức ứng chiến. Bên này Mai Giao Lân vẫn chậm chạp tiến tới trước như khi nãy. Đằng kia Điên Đạo Nhân và Sanh Thiên Tẩu chia nhau giao chiến với Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải và Chấn Hải Giao Địch Thế Thạch đã dần áp đảo đối phương. Lúc này gần 40 đại hán Kim Đao cũng đã bị người của Kim Phụng Cung tiêu diệt sạch. Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ước Bình thoáng vẻ căng thẳng đứng phía sau Mai Giao Lân cách ngoài một trượng. Mặc dù hai nàng biết rõ võ công của Mai Giao Lân cao hơn Kim Đao Vương Tử, song vẫn không sao giản nén được nỗi căng thẳng vô cớ ấy. Khoảng cách 5 thước rút ngắn còn 3 thước. Kim Đao Vương Tử biết rõ phen này Mai Giao Lân chắc chắn không còn tin y nữa, song vì sinh tồn y lại không thể không thử. Bỗng nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ước Bình, liền nảy ý lớn tiếng nói: "Các ngươi không được đả thương hai nàng." Mai Giao Lân nghe vậy giật mình, nhưng liền hiểu ra ngay, mắt rực sát cơ, vụt quay đầu nhìn ra sau. Hai nàng thấy vậy cả kinh, cùng trong mày hớt hải nói: "Hãy coi chừng phía." Hai nàng chưa kịp dứt lời, Kim Đao Vương Tử đã thừa cơ tung ra chiêu Kình Đạo Liệt Ngạn, vô cùng hung mãnh tấn công vào ngực Mai Giao Lân, chiêu xuất mới phát. Đây chẳng phải là một lần cơ hội nữa sao? Nhưng lời đắc ý của Kim Đao Vương Tử vừa dứt, Mai Giao Lân hai tay đã chớp nhoáng tung ra, không hề ngoảnh lại và cũng chẳng nhận định vị trí tấn công của Kim Đao Vương Tử. Nhưng song trưởng của chàng đã tung ra vô cùng chuẩn xác. Bùng một tiếng vang dội, kèm theo một tiếng hự khô khan của Kim Đao Vương Tử, kình phong lại cuốn tung những chiếc lá khô vừa mới rơi xuống đất chưa lâu. Kim Đao Vương Tử bật lùi 5-6 bước dài, tay trái ôm ngực, sắc mặt trắng bệch và khóe môi rỉ máu. Mai Giao Lân quay mặt lại, cười sắc lạnh nói: "Lẽ ra các hạ không nên quên là Mai Mỗ bình tĩnh hơn các hạ nhiều. Các hạ thật ấu trí, lại toàn đánh lừa Mai Mỗ. Trong vòng một trường, các hạ cũng có thể phân biệt được sự có mặt của kẻ khác đúng không?" Hai nàng yên tâm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều đượm chút trách móc. Có lẽ họ nghĩ Mai Giao Lân không nên mạo hiểm như vậy. Kim Đao Vương Tử bỏ tay trái ôm ngực xuống, lạnh lùng nói: "Mai Giao Lân, trước khi hạ gục được bổn vương tử, người đắc ý là còn quá sớm đó." Mai Giao Lân cười nhạt: "Các hạ tự biết rõ, mình còn có thể tiếp nổi Mai Mỗ mấy trưởng nữa." Kim Đao Vương Tử bĩu môi: "Điều ấy hai ta đều chẳng thể tin liệu. Chỉ có một điều, chắc chắn là hôm nay đôi bên phải có một người vĩnh viễn nằm lại chốn hoang sơn này." Kim Đao Vương Tử vừa dứt lời, đằng kia bỗng vang lên tiếng Điên Đạo Nhân cười to nói: "An huynh, xin vĩnh biệt." Tiếp đến là tiếng rú thảm khốc của Thập Tuyệt Chỉ Vọng đến. Kim Đao Vương Tử biến sắc mặt, ngay khi ấy lại vang lên một tiếng rú thảm khốc của Trần Hải Giao. Mai Giao Lân biết rõ Sanh Thiên Tẩu giết người không bao giờ lên tiếng. Mai Giao Lân đưa mắt nhìn Kim Đao Vương Tử đang đứng thử ra, giọng đanh lạnh nói: "Theo Mai Mỗ thì các hạ khó mà chịu nổi một trưởng nữa." Kim Đao Vương Tử thấy Quỳnh Hải Ngũ Lão đều chết cả, biết hôm nay khó có thể toàn mạng, cười gằn nói: "Mai Giao Lân, hãy đến đây nào. Đã đến lúc hai ta quyết một phen sinh tử." Đoàn sải bước đi về phía Mai Giao Lân, hai mắt gian đầy tia máu và ngập vẻ căm thù. Mai Giao Lân cười khinh mỉa: "Theo Mai Mỗ thì đây không phải quyết một phen sinh tử, mà là đã đến lúc các hạ trông đỡ chiêu cuối cùng của Mai Mỗ. Nếu sau trường này mà các hạ còn sống, Mai Mỗ quyết không xuất thủ nữa." Kim Đao Vương Tử nghe vậy chợt động tâm, hy vọng sống lại bừng dậy, liền chững bước đứng lại. Sau đó một thoáng ngẫm nghĩ, lạnh lùng nói: "Mai Giao Lân, bổn vương tử không bao giờ nói những lời quả quyết như vậy." "Các hạ nói hay không cũng vậy thôi." "Vậy chứ ngươi thì sao?" "Giới võ lâm Trung Nguyên ai cũng biết Mai Mỗ nói một không hai, các hạ biết rõ mà còn già vờ hỏi." Kim Đao Vương Tử quát to, bất thần vung trưởng bổ thẳng vào ngực Mai Giao Lân, lạnh lùng nói: "Bổn vương tử phải bảo chứng nên mới cần chính miệng ngươi nói ra." Dứt lời, trưởng phong đã sâu đến. Mai Giao Lân sớm đã đề phòng, buông tiếng cười khẩy, chớp nhoáng vung trưởng ra đón tiếp, gằn giọng nói: "Bảo chứng như vậy có cũng như không thôi." Kim Đao Vương Tử khi xuất thủ ám toán Mai Giao Lân đã chuẩn bị sẵn đường đào tẩu. Vừa thấy Mai Giao Lân có phòng bị, vội thu trưởng định tung mình thoái lui, song y quên mất khoảng cách giữa hai người quá gần và nỗi công khiếp người của Mai Giao Lân. Bùng một tiếng rèn rĩ, kèm theo một tiếng hự trầm đục,
Kim Đao Vương Tử đã văng đi như tên bắn ra xa hơn 8 trượng mới rơi phịch xuống dưới chân núi. Thế là cuộc chiến hoàn toàn kết thúc, tất cả lại trở về với sự yên lặng. Mai Giao Lân quét mắt nhìn những thi thể ngổn ngang và những ngọn kim đao sáng chóa trên mặt đất, điểm nhiên nhếch môi cười, vẻ lạnh lùng và tàn bạo trên mặt chàng đã tan biến, mắt ánh lên vẻ khó hiểu, chậm chậm quét nhìn xung quanh, dừng lại trên người của Kim Đao Vương Tử nơi xa. Mười lão bà bịt mặt đã tập trung quanh Kim Phụ Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình, một trong số người đang thấp giọng báo cáo với Kim Phụ Ngọc Nữ gì đó. Điên đạo nhân tuyên một tiếng vô lượng thọ Phật, dáng vẻ hết sức khôi hài, còn Xanh Thiên Tẩu thì mặt trơ lạnh, chẳng biểu lộ vẻ gì cả. Kim Đao Vương Tử chậm chạp lật nghiêng người, rồi lại chậm chạp lật sang nằm úp. Hai động tác đơn giản ấy y đã phải thực hiện rất lâu, hệt như một đứa bé mới biết lật. Sau đó hai cánh tay từ từ co lại trói trên mặt đất, cố gắng từng tấc trói dậy, xong lại mọp trở xuống. Một lần rồi lại một lần, khi y ngồi dậy được đã phải mất đến gần một tuần trà thời gian. Kim Phụ Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình vẻ mặt đã không còn nhẹ nhõm như vừa rồi nữa. Lão bà bịt mặt nọ cũng đã ngừng nói. Kim Phụ Ngọc Nữ tay phải giữ chặt lấy Phụng Ức Bình đang định xông ra. Tất cả Mai Giao Lân đều không hề hay biết, bởi chàng đang đắm chìm trong suy tư. Đảo mắt nhìn Kim Đao Vương Tử sắc mặt xám xanh và máu nhuộm đầy ngực áo, Mai Giao Lân lạnh lùng nói. Giữa đôi bên, sau cùng cũng có một bên nằm xuống, nhưng không phải là Mai Mỗ. Kim Đao Vương Tử gắng gượng cười khẩy. Mai Giao Lân, nếu bổn vương tử là ngươi, không bao giờ bỏ qua cơ hội diệt trừ hậu hoạn này. Mai Giao Lân lắc đầu cười. Nếu Mai Mẫu đoán không lầm, thì các hạ lúc này ngay cả đứng lên cũng không thể được. Quanh đây núi cao trùng điệp, các hạ rời khỏi đây được không? Bổn vương tử có thể vận công điều thương. Các hạ tự hiểu thương thế của mình, Mai Mẫu cũng tự hiểu trường lực của mình. Các hạ không cần phải tỏ ra anh hùng bằng miệng lưỡi. Chúc các hạ may mắn. Mai Giao Lân nói xong liền quay người đi về phía mọi người. Thấy Mai Giao Lân quay lại, Phụng Ước Bình liền vội nói. Lân ca, chúng ta bị bao vây rồi. Mai Giao Lân thoáng sững người, xong liền trở lại điềm tĩnh nói. Lẽ ra Vạn Tượng công tử đã phải hành động sớm hơn. Kim Phụ Ngọc Nữ cười hàm xúc nói. Nhưng họ đã quên không nghĩ đến là người của Kim Phụng Cung cũng có mặt tại đây. Chim Phụng có thể chở chúng ta bay ra khỏi vòng vây. Điên đạo nhân thầm lắc đầu và thở dài nhủ. Cô nương đã uổng phí tâm tư rồi. Vạn Tường công tử hiểu tính cách Mai Giao Lân hơn cô nhiều, nên dù biết rõ người của Kim Phụng Cung hiện diện ở đây, y cũng không từ bỏ bao vây. Mai Giao Lân chợt động tâm cười nói. Cô nương, phải chăng chính là Vạn Tượng công tử xuất lĩnh lực lượng bao vây? Kim Phụ Ngọc Nữ lắc đầu. Người của Kim Phụng Cung lúc đến đây không hề trông thấy y, nhưng lại trông thấy một người khác hết sức rõ ràng. Mai Giao Lân thấy Kim Phụ Ngọc Nữ có vẻ lo sợ, biết ngay một người khác mà nàng nói hẳn rất có lai lịch, bèn cười nói. Cô nương biết người ấy phải không? Kim Phụ Ngọc Nữ thoáng nhíu mày gật đầu. Giới võ lâm, mọi người đều từng nghe nói đến danh tánh người này, nhưng ít ai được gặp mặt. Hẳn là Mai công tử đã từng nghe nói đến Đoạn Hồn Y Tân Ẩn. Điên đạo nhân tái mặt buột miệng nói. Đoạn Hồn Y Tân Ẩn ư? Vậy là họ chẳng phải đơn thuần dựa vào nhân lực rồi. Phụng Ước Bình tiếp lời. Đúng vậy, Tân Ẩn dùng độc thiên hạ vô song. Họ kéo đến đây đông người, dụng ý thật quá rõ ràng. Lần cả, chúng ta dạy gì để xa vào cạm bẫy chứ? Mai Giao Lân hai lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, song vẻ mặt chàng vẫn bình thản, đưa mắt nhìn Phụng Ước Bình đầy vẻ van cầu. Chàng cảm thấy mình có phần tàn nhẫn. Thế nhưng chàng chẳng thể nào đảo tàu lúc này, bởi nếu chàng không chống lại được Đoạn Hồn Y Tân Ẩn thì sẽ bao giờ diệt trừ được Vạn Tượng công tử. Mục đích sở dĩ Vạn Tượng công tử phải nhờ đến Đoạn Hồn Y Tân Ẩn, ai cũng có thể nhận thấy được. Ánh mắt Mai Giao Lân lướt qua mặt Phụng Ước Bình, dừng lại trên mặt của Kim Phụ Ngọc Nữ, mỉm cười nói. Cô nương, tài hạ có thể hỏi thêm một điều nữa không? Giọng điệu Mai Giao Lân thật là xa lạ. Kim Phụ Ngọc Nữ không khỏi nghe lòng chua xót, buồn bã gật đầu khẽ nói. Mai công tử xin cứ hỏi. Mai Giao Lân trầm giọng. Chẳng hay còn có những ai theo cùng nữa vậy? Trưởng môn nhân chín đại môn phái. Mai Giao Lân mắt ánh lên sắc lạnh, cười nói. Vậy là kể như toàn thể võ lâm đã kéo đến, nhất định có cả Vạn Tượng công tử. Bây giờ các vị có thể đi khỏi đây được rồi. Kim Phụ Ngọc Nữ biến sắc mặt, buột miệng nói.
Mai công tử không đi sao? Mắt nàng ánh lên vẻ kỳ lạ, như đã ẩn chứa trong tiềm thức từ lâu, nhìn chốt vào mặt Mai Giao Lân. Vừa tiếp xúc với ánh mắt ấy, Mai Giao Lân liền nghe lòng rống động. Chàng cảm nhận được trong cõi sâu của đôi mắt xinh đẹp kia đã biểu hiện điều gì. Song chàng không dám đón nhận, vội lảng tránh ánh mắt ấy, bình thản cười nói. Đúng vậy, tại hạ tin chắc là có Vạn Tượng công tử đi cùng. Phục Ước Bình bỗng vùng tay khỏi Kim Phụ Ngọc Nữ, lao đến trước mặt Mai Giao Lân, kiên quyết nói. Lân ca, tiểu muội cũng ở lại. Mai Giao Lân biến sắc mặt. Bình muội nhận thấy có đáng không? Phục Ước Bình rớm nước mắt, cười ảo não. Lân ca, trước kia Lân ca đâu có hỏi như vậy. Chỉ cách xa nhau có một thời gian mà Lân ca đã đổi khác hoàn toàn. Không còn quý trọng những gì cô tiểu muội đã trao cho nữa. Mai Giao Lân mắt nhìn vị công chúa dịu dàng này. Chàng thật sự muốn thổ lộ sự toan tính trong lòng. Nhưng chẳng biết như vậy nàng không chịu bỏ đi, đành cười nói. Nếu như Bình muội tin là Ngô ca thật sự đã đổi khác, thì Ngô ca nói thêm gì nữa cũng bằng thừa. Rồi đây thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bình muội nên rời khỏi đây là hơn. Phượng Ước Bình bỗng cười nói. Tiểu muội tin là Lân ca không bao giờ đổi khác. Do đó hôm nay tiểu muội nhất định không rời xa Lân ca. Tỷ tỷ, mọi người có thể đi được rồi. Mắt nhìn Mai Giao Lân âu yếm với Phượng Ước Bình, Kim Phụ Ngọc Nữ cảm thấy dường như cuộc đời mình đã mất hết ánh sáng, vẻ như không cam tâm. Nàng nhìn Mai Giao Lân hỏi. Mai công tử không cần đến bất kỳ sự trợ giúp gì của chúng tôi sao? Cho dù là chỉ chút ít. Dứt lời liền vội ngoảnh đi nơi khác, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Mai Giao Lân chợt động tâm, buột miệng hỏi. Chỉ vì việc của Mai Giao Lân, cô nương nghĩ có đáng để đối địch với cả Võ Lâm Trung Nguyên hay không? Những lão bà bịt mặt đến từ Kim Phụ Cung này cơ hồ đều là kẻ thất ý. Họ cũng đã từng chứng kiến chuyện bất hạnh của Kim Phụ Cung đời trước, nên họ rất hiểu nỗi lòng của vị nữ chủ trẻ đẹp này. Lão bà khi nãy thấp giọng nói chuyện với Kim Phụ Ngọc Nữ, bỗng thở dài chíu nặng nói. Mai công tử, người của Kim Phụ Cung xưa nay chưa bao giờ có ý định kết bạn với Võ Lâm Trung Nguyên. Hôm nay chúng tôi đã đến đây, dĩ nhiên đã có cân nhắc hậu quả. Lẽ đương nhiên, Mai công tử có quyền quyết định đón nhận hay từ chối tình hữu nghị này của Kim Phụ Cung. Mai Giao Lân mặt khẽ co giật một cái, thoáng chút kích động cười nói. Lẽ đương nhiên là Mai mẫu đón nhận rồi. Tình hữu nghị của các vị thật là cao cả, Mai mẫu đành phải dặn mặt đón nhận. Tuy nhiên, tại hạ mong các chư vị hãy rời khỏi đây ngay để áp dụng chiến thuật phản bao vây. Điên đạo nhân vội tiếp lời. Vậy thì hay lắm, chúng ta đi ngay. Kim Phổ Ngọc Nữ đưa tay lên vén lại làn tóc rối, lén dùng tay áo lau khô nước mắt, ngoảnh lại khẽ nói. Mai công tử, chúng tôi có thể đi ngay bây giờ ư? Mai Giao Lân mỉm cười. Lúc ở trong Huyền Vũ Bí Phủ, tài hạ đã được uống một loại thuốc bách độc bất xâm, nên tài hạ ở lại đây dẫn dụ bọn họ. Bằng không, vòng vây của họ rộng lớn, trong khi phía ta ít người, e khó có thể nhất cử diệt được bọn họ. Phùng Nhất Bình nghe vậy cuống lên nói. Lân ca nói dối, trên đời đâu có loại thuốc bách độc bất xâm. Mai Giao Lân giật mình, song vẫn bình tĩnh nói. Ngô ca đã dối gạt Bình muội bao giờ chưa? Mà dù Ngô ca muốn dối gạt Bình muội, lẽ nào lại vào lúc sinh tử như thế này? Nếu không tin, Bình muội có thể hỏi Hàn Thiên Hồng. Ông ta đã ở cùng Ngô ca trong bí phủ suốt một năm trời. Mọi người nghe vậy đều quay sang nhìn Xanh Thiên Tẩu. Điên đạo nhân thầm buông tiếng thở dài. Xanh Thiên Tẩu về nặng nề nhìn Mai Giao Lân. Ông biết tiểu chủ nhân muốn nói gì. Và ông cũng biết trong Huyền Vũ bí phủ không hề có loại thuốc bách độc bất xâm. Xanh Thiên Tẩu trầm giọng nói. Đúng vậy, lúc ở trong Huyền Vũ bí phủ, Mai công tử từng có uống một loại thuốc có công hiệu giải trừ bách độc. Dứt lời liền cúi đầu xuống, cõi lòng càng chíu nặng hơn. Phùng Ước Bình tính thật thà và thiếu kinh nghiệm giang hồ, nghe vậy tưởng là thật bèn hỏi. Bây giờ Lân ca còn loại thuốc ấy nữa không? Mai Giao Lân mỉm cười. Nếu còn thì Bình muội nghĩ Ngô ca có thể bảo Bình muội rời khỏi đây không? Phùng Ước Bình thất vọng cúi đầu, nắm chặt tay Mai Giao Lân vô vàn quyến luyến. Lúc này Kim Phụ Ngọc Nữ đã đi đến bên Xanh Thiên Tẩu, khẽ hỏi. Tiểu nữ có thể được biết tên gọi của loại thuốc ấy không? Xanh Thiên Tẩu lúc này lòng hết sức băn khoăn, không sao xác định được mình đã làm điều có lợi hay là có hại cho tiểu chủ. Nghe hỏi liền ngẩng lên, lạnh lùng nói. Lão Phu cũng không biết thuốc ấy tên là gì nữa. Kim Phụ Ngọc Nữ không giận, giọng nặng nề nói. Theo tiểu nữ suy đoán, tiền bối chưa từng thấy qua loại thuốc ấy.
Sanh Thiên Tẩu vốn không quen nói dối, bị Kim Phù Ngọc Nữ đánh trúng chỗ yếu khiến ông không sao trả lời được. Ngay lập tức, Kim Phù Ngọc Nữ mắt ngập đầy vẻ lo buồn, buông tiếng thở dài não ruột, xót xa khẽ nói: "Lão tiền bối, trong lúc chiến đấu cướp đi tính mạng kẻ khác, mai sau nghĩ lại có lẽ cũng chẳng có gì bất dứt. Nhưng lỗi lầm do sự dối gạt gây nên, lương tâm sẽ trọn đời dai dứt. Có lẽ lão tiền bối không biết là số phận của một thiếu nữ không thù oán với mình được quyết định bởi cái gật đầu hoặc cái lắc đầu của lão tiền bối." Sanh Thiên Tẩu mặt kích động co giật một hồi, đoàn trầm giọng nói: "Cô nương lo toan cho bản thân mình ư?" "Không phải, vì một người con gái khác ư?" Kim Phụ Ngọc Nữ cười chua chát: "Trên cõi đời chẳng ai không có lòng vị kỷ. Mặc dù tiểu nữ biết rõ niềm mơ ước của mình chỉ là ảo tưởng, nhưng tiểu nữ không sao tự chủ được. Có lẽ tiểu nữ muốn hợp tác cho hai người chẳng qua vì muốn tình cảm của mình có nơi gửi gắm mà thôi." Dứt lời, hai giọt lệ đã lăn dài trên má. Lòng dạ sắt đá của Sanh Thiên Tẩu đã mềm nhũn trước lời lẽ và nước mắt của nàng thiếu nữ thất vọng trong tình trường này. Bùi Ngùi buông tiếng thở dài nói: "Cô nương, lão phu cả đời bị người đời hất hủi. Những ngờ giữa người với người ngoài thù hận chẳng còn gì khác. Nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này. Tuy Mai công tử đã khiến lão phu thay đổi quan niệm, nhưng giờ đây cô nương càng khiến lão phu hiểu đời sâu sắc hơn. Lão phu tin là nỗi đau khổ trong lòng cô nương hơn lão phu gấp ngàn lần, bởi vì cô nương đã phải trả giá cho cuộc đời." Kim Phụ Ngọc Nữ kỳ ảo não: "Vậy tiền bối đành lòng dối gạt tiểu nữ sao?" Sanh Thiên Tẩu giọng nặng nề nói: "Cô nương, Mai công tử trước nay nói một không hai, chưa bao giờ thay đổi ý chí mình. Trước khi nói, lão phu đã suy nghĩ rồi." Kim Phụ Ngọc Nữ lau khô nước mắt, kiên quyết nói: "Tiểu nữ chỉ cần biết Giao Lân thật sự có uống loại thuốc ấy hay không thôi. Còn việc về sau, tiểu nữ tự biết mình phải làm gì." "Cô nương hẳn biết trên cõi đời không hề có loại thuốc ấy." Kim Phụ Ngọc Nữ cười cảm kích, khẽ nói: "Tiểu nữ sẽ trọn đời không quên ân đức của lão tiền bối." Đoàn quay người đi về phía Mai Giao Lân, đưa mắt trông theo bóng dáng mảnh khảnh của Kim Phụ Ngọc Nữ. Sanh Thiên Tẩu thở dài lẩm bẩm: "Từ xưa đến nay đã có bao nhiêu người không thoát khỏi lưới tình. Mình bởi hình dạng khác người nên chưa từng trải qua tình trường. Trước nay cứ nghĩ là người đời quá thổi phồng. Bây giờ thì Hàn Thiên Hồng đã tin rồi." Kim Phụ Ngọc Nữ trở về đến trước mặt Mai Giao Lân, bình thản cười hỏi: "Mai công tử là mục tiêu bao vây của hai phe địch ta, chẳng hay vị trí được định ở đâu?" Mai Giao Lân đảo mắt nhìn, cười nói: "Ở ngay đây được rồi." Kim Phụ Ngọc Nữ ngước nhìn lên trên một hồi, đoạn gật đầu nói: "Vị trí ở đây dễ tìm hơn hết. Có lẽ vòng vây đối phương cũng sắp đến gần, chúng ta đi thôi." Phổ Ức Bình hơ hải nói: "Đâu nhanh vậy được, hãy chờ thêm lát nữa đi." Mai Giao Lân nhẹ vỗ vai nàng, khẽ nói: "Bình muội, đi sớm dọn thời gian bố trí hơn, mau lên." Đoàn bỗng quay sang Kim Phụ Ngọc Nữ hỏi: "Cô nương, chim phụng quý cung có chờ nổi Hàn Thiên Hồng không?" Kim Phụ Ngọc Nữ trầm ngâm: "Có lẽ phải hai con bay cùng mới được." Sanh Thiên Tẩu nghe vậy trầm giọng nói: "Công tử đừng quên là Hàn Thiên Hồng cũng là từ Huyền Vũ Bí Phủ mà ra. Công tử không sợ thì Hàn Thiên Hồng đương nhiên cũng không sợ." Mai Giao Lân nghe vậy thoáng ngẩn người. Ngay khi ấy, Kim Phụ Ngọc Nữ ngửa mặt cất tiếng huyết dài lanh lành, cao vút tận mây xanh, đoạn nghiêm giọng nói: "Khi chim phụng đáp xuống, mọi người hãy nhanh chóng lên ngay. Lên không rồi hắn nghe lệnh của bổn cô nương hành sự, không được trái lời." Mọi người cung kính vâng dạ. Lúc này lão bà áo vàng trên núi cũng đã xuống đến. Phùng Ước Bình vẫn còn vẻ lo lắng nhìn Mai Giao Lân nói: "Lân ca, hẳn là bọn họ rất đông người, Lân ca không được vọng động, nhất định phải chờ mọi người đến đầy đủ rồi mới giáp chiến, được không?" Mai Giao Lân mỉm cười: "Giao Lân nhất định sẽ chờ mọi người đến đông đủ, nhưng Lân ca phải hứa là chỉ phòng thủ, không được tấn công." Mai Giao Lân trao mày: "Bình muội dường như đã đổi khác nhiều lắm." Phùng Ước Bình bỗng nước mắt chảy dài, kiên quyết nói: "Bất kể Lân ca nói như thế nào, nếu Lân ca không chịu hứa, tiểu muội nhất quyết không rời khỏi, có chết cũng chết chung." Lúc này đã có mười mấy con chim phụng to lớn đáp xuống. Mai Giao Lân vội nói: "Bình muội, ngu ca xin hứa, Lân ca không được dối gạt tiểu muội." Giọng nói nghẹn ngào bi thiết, nước mắt tuôn rơi lã chã. Mai Giao Lân nghe lòng quặn thắt, thầm cầu khấn: "Cầu cho bình muội sẽ được hạnh phúc."
Điên đạo nhân lẳng lặng đi đến bên Mai Giao Lân. Lúc này mọi người đã lần lượt trèo lên lưng chim phụng. Kim Phụng Ngọc Nữ đưa mắt nhìn ba con chim phụng còn lại, quay sang Điên đạo nhân và Xanh Thiên Tẩu nói: "Hai vị tiền bối có thể đi được rồi." Điên đạo nhân vội khẽ nói: "Tiểu tử, hãy suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại sự sống chết của ngươi đã không còn là việc riêng của ngươi nữa. Đừng quên là có hai người con gái hồn nhiên trong trắng đã trao hết cho ngươi cả trái tim và cuộc đời. Bần đạo chỉ có thể nói như vậy thôi. Giá mà bần đạo có thể hoán đổi võ công với ngươi, bần đạo có thể bồng ngươi lên chim ưng." Mai Giao Lân nhếch môi cười. Mai Giao Lân tin chắc là đạo trưởng chẳng chút điên khùng. Đó chẳng phải là vì đạo trưởng đã quan tâm cho tại hạ, trợ giúp tại hạ, mà lòng dạ của đạo trưởng quá yếu mềm, do đó đã không được những kẻ hiếu danh hiểu cho. Hôm nay nếu tại hạ có thể sống rời khỏi Vạn Tùng Môn, sẽ không bao giờ quên tấm lòng nhân hậu của đạo trưởng. Điên đạo nhân đưa mắt nhìn hai nàng và vũ nội song kỳ trên lưng chim phụng, khẽ nói: "Tấm lòng của họ đối với ngươi cũng đâu kém hơn bần đạo. Tiểu tử, đừng quên lời nói của bần đạo. Tính mạng của ngươi đã không còn thuộc về riêng ngươi nữa." Đoạn tung mình lên trên lưng chim phụng. Kim Phụ Ngọc Nữ lại nhìn Xanh Thiên Tẩu nói: "Tiền bối, mọi người chỉ còn chờ mỗi mình tiền bối nữa thôi." Xanh Thiên Tẩu thản nhiên cười: "Mọi người khỏi chờ lão phu. Trên đời đâu có kẻ nô bộc lại bỏ chủ nhân mà đi. Xin mời các vị." Đoạn liền ngồi bệt xuống đất. Mai Giao Lân lạnh lùng nói: "Thiên Hồng, ở đây một mình Mai Mỗ chống đối được rồi." Xanh Thiên Tẩu nghe vậy liền đứng phát dậy, không trả lời Mai Giao Lân, đưa mắt nhìn hai con chim phụng còn lại, đanh giọng nói: "Cô nương, lão phu tin là chim của Kim Phụng Cung có được chẳng dễ. Nếu cô nương muốn lão phu bộc bạch tâm trí, thì lão phu đành bấm bụng hạ độc thủ thôi." Đoàn sải bước đi về phía hai con chim phụng. Kim Phụng Ngọc Nữ thở dài: "Mỗi người đều có chí riêng, chẳng thể ép buộc được, chúng ta đi thôi." Đoạn ngửa mặt cất tiếng huýt dài, đàn chim liền cùng cất tiếng kêu vang, lần lượt vỗ cánh bay vút lên không. Mai Giao Lân trông theo đàn chim phụng khuất dần trong mây trắng, bên tai vẫn còn nghe vang vẳng tiếng gọi thân thương của Phụng Ức Bình, chàng cảm thấy như mình vừa đánh mất gì đó. Bỗng nghe Xanh Thiên Tẩu nói: "Công tử cảm thấy hối hận phải không?" Mai Giao Lân định thần thu ánh mắt về, chọn một phiến đá gần đó ngồi xuống, sau đó nói: "Theo Mai Mỗ thì chính lão mới nên hối hận. Mai Mỗ ở lại đây là vì muốn thành đạt tâm nguyện, còn lão thì chẳng có mục đích gì cả." Xanh Thiên Tẩu ngồi xuống đất trước mặt Mai Giao Lân, cười nói: "Thiên Hồng ở lại đây cũng có mục đích, bằng không Thiên Hồng đâu có ở lại." Mai Giao Lân đưa mắt nhìn hai chú chim con đang chọi nhau dữ dội trên cây tùng sau lưng Xanh Thiên Tẩu, sau đó nói: "Mối hận Vạn Tùng Môn lão đã rửa sạch rồi. Mai Mỗ nghĩ không ra lão ở lại với mục đích gì." Xanh Thiên Tẩu nghiêm mặt cười nói: "Công tử, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ nhân trang điểm vì người yêu. Thiên Hồng cả đời duy nhất chỉ có công tử là tri kỷ, vậy không đáng ở lại hay sao?" Mai Giao Lân ngẩn người, chằm chạp nhìn Xanh Thiên Tẩu hồi lâu không nói nên lời. Xanh Thiên Tẩu rất hiểu rõ nỗi lòng của Mai Giao Lân trong sự yên lặng, cười hài lòng nói: "Lòng dạ của công tử cũng thật quá tàn nhẫn. Thiên Hồng tin là công tử hẳn đã trông thấy hai vị cô nương đã rơi lệ vì công tử." Mai Giao Lân mắt vẫn chằm chằm nhìn hai chú chim con đang chọi nhau, cười cay đắng nói: "Trên đời không bao giờ có hai sự việc có tính quan trọng bằng nhau trong cùng một lúc. Do đó, sinh vật trên đời chỉ khi nào giải quyết xong việc quan trọng nhất thì mới có thể lo liệu đến việc thứ yếu. Cũng như hai chú chim con đang chọi nhau kia, hiện tại điều chúng cần giải quyết bức thiết nhất là một bên phải chịu thua bỏ chạy." Xanh Thiên Tẩu quay đầu nhìn theo ánh mắt Mai Giao Lân, hồi lâu mới nói: "Công tử nói đành rằng không sai, một bên thọ thương hay thất bại sẽ bỏ chạy, nhưng sau cùng chúng vẫn có thể tìm gặp bạn đời đang chờ đợi chúng. Còn đối với công tử, Tiên Hồng tin nếu công tử thất bại chắc chắn không bao giờ bỏ đi." Mai Giao Lân nhếch môi cười: "Thiên Hồng, chúng ta là con người nên có sự khác biệt rất rõ rệt với loài cẩm thú." "Đúng vậy, chính vì có sự khác biệt rõ rệt với loài cẩm thú nên chúng ta cần phải nghĩ xa hơn, chờ đến khi bạn đời chúng tìm được đối tượng khác. Nhưng hai vị cô nương ấy lại khác biệt với chúng. Công tử đã từng nói bởi vì chúng ta là con người." Mai Giao Lân thở dài nặng nề, hồi lâu mới nói: "Thiên Hồng, lão đã tăng thêm gánh nặng tâm hồn Mai Mỗ." Xanh Thiên Tẩu chợt động tâm vội nói: "Công tử, bây giờ sửa sai vẫn còn kịp." "Sửa sai ư?
Mai Mỗ đâu có làm gì sai mà phải sửa. Công tử, chúng ta ở đây để chờ đợi người ta công kích, đối phương thủ đoạn gì cũng có thể dở ra, trong khi chúng ta chỉ biết chờ ứng biến. Vậy thì... Nhưng chúng ta đâu chắc sẽ bại. Bỗng Kim Đao Vương Tử cười khẩy nói, đó là vì ngươi không hiểu tài năng của đoạn hồn y tân ẩn, nếu không ngươi đâu có nói như vậy. Mai Giao Lân, bổn vương tử thật không ngờ tiêu tan tại Vạn Tùng Môn lại là hai phe của chúng ta. Mai Giao Lân quay mặt lạnh lùng nói, các hạ buông lời quả quyết trong lúc này không thấy quá sớm ư? Kim Đao Vương Tử đưa tay lau vết máu trên môi, cười to nói, không sớm đâu, thất lý đoạt hồn độc vụ của đoạn hồn y tân ẩn trong võ lâm trung nguyên chưa ai khắc phục được. Bọn vương tử tin là khi Vạn Tượng công tử nhờ y trợ giúp, tuy không với trọng lễ tam kỳ cửu khấu, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu. Mai Giao Lân nghe nói rúng động cõi lòng, cười khẩy nói, các hạ nghĩ là Mai Mỗ chắc chắn không chống nổi độc xương ư? Kim Đao Vương Tử quét mắt nhìn thi thể của Quỳnh Hải Song Thần, cười nói, bọn vương tử tin là trên cõi đời quả thật có loại kỳ vật bách độc bất xâm, nhưng không tin là ngươi đã từng được uống. Vạn Tượng công tử hẳn là cũng nghĩ như bổn vương tử, nên mới thỉnh đoạn hồn y tân ẩn đến đây. Không sai, Mai Mỗ quả đúng là chưa từng được uống loại thuốc gì đó có công hiệu bách độc bất xâm, nhưng mong là các hạ đã được uống rồi. Bằng không các hạ nội thương trầm trọng, chẳng thể vận công bế khí, e rằng Mai Mỗ phải chứng kiến các hạ lên đường về âm phủ trước. Kim Đao Vương Tử bởi nuôi lòng báo phục, chưa nghĩ đến bản thân mình, nghe vậy liền tái mặt, bất giác lại quét mắt nhìn thi thể của Quỳnh Hải Song Thần, hồi lâu mới nói, biết đâu bổn vương tử đã từng được uống. Vậy thì Mai Mỗ xin chúc mừng các hạ. Mai Giao Lân vừa dứt lời, trên núi tùng hai bên bỗng bay ra một làn sương trắng hệt như sương mù thường thấy, chỉ khác là nặng hơn, tốc độ xuống rất nhanh. Xanh Thiên Tẩu sửng sốt nói, sương mù từ đâu có thế này? Mai Giao Lân đưa mắt nhìn phía trước và sau, thấy lối đi đã bị sương mù phủ kín, biết ngay đây chắc chắn không phải sương mù trong thiên nhiên, bèn cười khẩy nói, Thiên Hồng, chúng ta đã bị vây hãm trong thất lý đoạt hồn độc vụ rồi, hãy lưu ý khi nào sương mù đến gần phải phong tỏa hô hấp ngay. Kim Đao Vương Tử chắn đẫm mồ hôi, gương mặt vốn đã nhợt nhạt giờ đây lại càng thêm ghê rợn, bởi y đang ở dưới chân núi sẽ hứng chịu sương độc trước tiên. Mai Giao Lân môi vẫn treo nụ cười bình thản điềm nhiên, chẳng chút vẻ gì là hồi hộp căng thẳng, quét mắt nhìn lên hai bên núi, chỉ thấy dương dày cuồn cuộn từ trong rừng bay ra, nhưng không hề có một bóng người. Xanh Thiên Tẩu cố trấn tĩnh ngồi yên, song trán và chót mũi đã ướt đẫm mồ hôi. Sương trắng dày đặc lúc này đã hạ xuống đến lưng núi, không gian trên đầu ba người cũng đã bị sương độc giăng phủ, trừ phi có phép ẩn độn, không thì chẳng còn con đường nào khác thoát thân. Kim Đao Vương Tử hít sâu một hơi không khí, ngước nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt ngập đầy vẻ khiếp sợ. Thấy Mai Giao Lân vẫn bình tĩnh thế kia, không dằn được nói, Mai Giao Lân, sự điềm tĩnh của ngươi để khiến người ta tin là ngươi thật sự đã uống loại thuốc bách độc bất xâm, nhưng đáng tiếc là người của Vạn Tượng công tử không sao nhìn thấy được. Mai Giao Lân cười chế nhạo, vẻ mặt khiếp hãi của các hạ thì lại khiến người khó có thể tin là các hạ đã từng uống loại thuốc có công hiệu chống lại bách độc. Kim Đao Vương Tử liếc mắt nhìn trộm thi thể của Quỳnh Hải Song Thần, thăm dò hỏi, Mai Giao Lân, nước Từ Ngọc không có thâm thù đại hận gì với ngươi chứ? Mai Giao Lân ngớ người, lạnh lùng cười nói, hai ta đã công nhận là phải có một bên bị diệt vong, các hạ hỏi vậy không thấy quá thừa ư? Chả lẽ các hạ vừa mới nghĩ ra điều kiện trao đổi hay sao? Kim Đao Vương Tử gật đầu, không sai, nếu ngươi bằng lòng chữa khỏi thương thế cho bổn vương tử và để cho bổn vương tử sống rời khỏi đây, bổn vương tử có cách trừ khử được sưng độc này. Mai Giao Lân chợt động tâm, không khỏi để lộ ra mặt, lạnh lùng cười nói, các hạ rất biết nắm lấy cơ hội và lợi dụng nhược điểm của con người. Hai ta chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi, bổn vương tử với một mạng đổi hai người, so ra bổn vương tử tin là trong tương lai sẽ thu hồi lại được. Các hạ có thể cho biết cách trừ độc được không? Kim Đao Vương Tử tính tình rất đa nghi, đâu chịu tiết lộ, lắc đầu cười nói, với một đổi hai, bổn vương tử đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, chẳng lẽ thiệt thòi hơn nữa được sao? Mai Giao Lân, ngươi hãy chữa khỏi thương thế cho bổn vương tử trước, sau đó bổn vương tử sẽ tìm cách khử độc. Mai Giao Lân cười khẩy, các hạ nên bớt phí tâm tư là hơn, Mai Mỗ không muốn chiếm phần hơn, các hạ không phải bực tức vì thiệt thòi,
chúng ta không ai cầu cạnh ai, vậy chẳng phải lưỡng toàn ư? Lúc này Xương Độc chỉ còn cách đầu Kim Đao Vương tử chừng một trượng. Xương Độc trên không đã dày đặc như mây, không còn trông thấy rõ bầu trời, và thi thể của Quỳnh Hải Song Thần cũng sắp tiếp xúc với Xương Độc. Vì sinh tồn, Kim Đao Vương tử bắt đầu bò về phía Mai Giao Lân và Xanh Thiên Tẩu, bởi vì chỗ ấy là cách Xương Độc xa hơn hết. Mai Giao Lân lạnh lùng nhìn Kim Đao Vương tử cười nói: "Các hạ đã uống thuốc khử bách độc rồi kia mà, sao lại phải bò tránh Xương Độc thảm não thế này?" Kim Đao Vương tử tảng lờ bò thẳng đến cách hai người chừng ba thước mới dừng lại, rồi dựa vào mỏm đá gắng gượng nói: "Mai Giao Lân, ngươi chớ đắc ý, lát nữa đây ngươi cũng sẽ giống như bổn vương tử thôi." Mai Giao Lân thản nhiên cười: "Với công lực của Mai Mẫu hiện giờ, không hô hấp cũng có thể sống được một ngày, các hạ tin không?" Lúc này Xương Độc đã che phủ thi thể của Quỳnh Hải Song Thần, chỉ thấy nơi ngực hải thần phát ra một làn sáng xanh lờ mờ, Xương Độc không thể nào đến gần ngực, và nơi ngực đạo thần phát ra một làn sáng đỏ nhưng lại không ngăn cản được Xương Độc. Kim Đao Vương tử liếc nhìn trộm hai thi thể, lòng thầm hoảng kinh, buột miệng nói: "Nếu bổn vương tử chưa thọ thương thì cũng có thể làm được như vậy." Mai Giao Lân cười khẩy: "Rất tiếc là các hạ không chứng kiến được kết cục của Mai Mỗ." Dứt lời liền đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác. Kim Đao Vương tử từ lúc trông thấy ánh sáng xanh nơi ngực hải thần, ánh mắt cứ nhìn chốt vào mặt Mai Giao Lân và Xanh Thiên Tẩu. Lúc này Mai Giao Lân nhìn đi nơi khác, y hoảng kinh vội nói: "Mai Giao Lân, bổn vương tử bằng lòng khử độc xong, ngươi hãy chữa trị thương thế cho bổn vương tử." Mai Giao Lân ngạc nhiên quay phát lại, cười khẩy nói: "Các hạ không sợ Mai Mỗ cháo trở sao?" Kim Đao Vương tử biến sắc mặt, xong liền tức hồi lại bình thường, cười nói: "Vì sự sống, bổn vương tử nghĩ là rất đáng mạo hiểm." Mai Giao Lân từ nãy giờ vẫn nhìn vào mặt Kim Đao Vương tử, lẽ dĩ nhiên vẻ mặt của y không qua khỏi được mắt chàng, cười nói: "Vật khử độc không có ở trong người tôn giá phải không?" Kim Đao Vương tử biết khó giấu được Mai Giao Lân, nếu cố che giấu mà bị Mai Giao Lân phát hiện thì mọi sự sẽ hỏng bét, đành gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu như vật ấy mà ở trong mình bổn vương tử thì bổn vương tử đâu cần mặc cả với ngươi." "Các hạ nên nghĩ kỹ lại là hơn, bởi vì trên mình Mai Mỗ không có thuốc trị thương, và trong lúc này cũng chẳng có thời gian mà chữa trị cho các hạ." Kim Đao Vương tử thấy Xương Độc chỉ còn cách chừng 5 thước nữa thôi, trong khi y đang thọ thương không thể vận không bế khí, lại sợ hai người phát hiện ra bí mật, bèn đánh liều nói: "Thôi thì bổn vương tử đã hy sinh thì hy sinh đến cùng. Bây giờ chỉ cần ngươi hứa lúc này không sát hại bổn vương tử, việc trị thương chờ đến khi gặp Kim Phụ Ngọc nữ hắn tính cũng được, trên người nàng ta có linh chi lộ." Mai Giao Lân đang nóng lòng báo thù nên cũng sợ bị trúng độc mất công lực rồi rơi vào tay Vạn Tượng công tử, nghe vậy cười khẩy nói: "Mai Mỗ có thể không đả thương các hạ, nhưng việc xin thuốc Kim Phụ Ngọc nữ thì Mai Mỗ chẳng có giao tình gì với nàng ta." Kim Đao Vương tử ngẫm nghĩ một hồi: "Đó là việc sau này, bổn vương tử chấp nhận, chúng ta một lời đã định." "Chúng ta một lời đã định." Kim Đao Vương tử thầm thở phào, đưa tay chỉ thi thể của hài thần nói: "Thúy châu trên mình của hài thần có công dụng khử bách độc, ngươi hãy lấy thúy châu, dùng bào kiếm chẻ ra làm ba, mỗi người ngậm một phần trong miệng thì không còn sợ xương độc nữa." Mai Giao Lân nhìn theo hướng tay chỉ của y, chỉ thấy trước ngực hải thần tỏa ra một luồng ánh sáng mờ, trong vòng 5 thước Xương Độc không đến gần được, liền hiểu ra cười nói: "Kim Đao Vương tử, Mai Mỗ biết vì sao các hạ đã thỏa thuận một cách may mắn rồi." Kim Đao Vương tử cười khẩy: "Bây giờ ngươi mới hiểu ra thì đã quá muộn rồi." Xanh Thiên Tẩu chậm rãi đứng lên, cất bước đi về phía thi thể hải thần. Mai Giao Lân thấy vậy kinh hãi vội quát: "Thiên Hồng, không cần phải mạo hiểm, hãy cởi dây lưng ra, kéo thi thể vào đây." Xanh Thiên Tẩu chững bước, cởi dây lưng ra, thắt gút chuẩn bị ném ra. Kim Đao Vương tử nhìn Mai Giao Lân, giọng cứng nhắc nói: "Mai Giao Lân, giang hồ đồn đại quả không sai, ngươi quả thật là người cẩn trọng tinh tế, thủ đoạn tàn độc." Mai Giao Lân thản nhiên cười: "Các hạ bây giờ mới biết, không thấy quá muộn ư?" "Không, bổn vương tử hôm nay không chết, hai ta sẽ có ngày gặp lại. Hai ta chẳng đã ước hẹn rồi còn gì, giữa hai ta nhất định phải có một bên bị hủy diệt." Mai Mỗ tin là ngày đó không xa.
Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Long Kiếm Truy Hồn của tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.